Hi, xin chào các bạn, mình là Kiro đây và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hiện tại bên Mini World đang có một cái sự kiện về liên quan đến Trung Thu và chúng ta có thể nhận được những mảnh thần thú cùng với đó là đậu mini. Sự kiện này diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, tức là khoảng đâu đó 14 ngày và nó khá là dài để chúng ta có thể trải nghiệm và tham gia ha. Nhưng mà có một điều là cái sự kiện này có vẻ như là dành cho PC, tại vì là khi mình đang ngồi trên máy tính đó thì mình ấn vào cái ô quà này. Ở trong phần quà tặng thì chúng ta có cái vui đón Trung Thu, quà Vivu cho PC. Đấy thì hình như là chỉ có PC có thôi. Mình có vào thử điện thoại thì trong cái phần quà tặng điện thoại thì lại không có cái phần này ha. Nên là bạn nào mà muốn nhận quà thì nên dùng máy tính thì mới có thể nhận được cái lượng quà này. Ở đây thì chúng ta sẽ có chia theo kiểu hàng ngày và như các bạn đã thấy thì rất là nhiều quà. Gồm đậu mini này, rồi pháo hoa này. Và cái chủ yếu là mình thấy rằng là ngon nhất là phần mảnh thần thú mặt trăng ha. Đấy, thì các bạn có thể nhận hàng ngày, hình như là mình cộng lại tổng đâu đấy khoảng 180 hay sao ấy. Mình không biết là cái này có nhận lại hàng ngày được không. Tức là mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 20 mảnh như thế này hoặc là kiểu gì đấy. Mình cũng không rõ lắm nhưng mà nói chung là sự kiện này rất là ngon luôn. Bạn nào mà có PC thì hãy cố gắng vào PC để có thể đăng nhập và nhận quà ha, làm nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ họ sẽ chia ra, ví dụ như là ở trong này thì mỗi ngày tiêu diệt 2 con bọ cạp, tức là các bạn phải vào trong chế độ sinh tồn. Các bạn tiêu diệt bọ cạp thì các bạn mới được nhận quà ha. Bây giờ mình sẽ thử xem là có đúng như vậy không ha. Mình thấy bọ cạp đầu tiên rồi, bây giờ thì mình sẽ thử con này trước vậy và sau đó kiếm thêm con thứ hai nữa. Nhìn chung thì những cái nhiệm vụ sự kiện này nó khá là dễ nên là các bạn cố gắng làm về để có thể nhận được thưởng ha. Đấy, châu đấy nhở. Rồi, một bạn bọ cạp này. Bây giờ mình sẽ kiếm bạn bọ cạp thứ hai để xem là chúng ta có nhận được thưởng hay không ha. Mình thấy bạn bọ cạp thứ hai rồi, bây giờ mình sẽ xử nốt bạn này và chúng ta sẽ ra nhận thưởng ha. Máy cái này do mình không có đồ nên là đánh hơi lâu mọi người ạ. Nó bọ cạp này đánh thì cũng xử cũng dễ thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ra mình nhận thưởng ha. Và chúng ta sẽ vào lại phần quà tặng. Thì mình sẽ kéo xuống cái phần này. Đây tham gia đi di chuyển này cũng nhận được quà này, mọi người. Giết 2 con bọ cạp nhỏ này. Đấy, mình nhận quà này. Các bạn lưu ý rằng là cái này phải là chế độ mạo hiểm nhá. Chứ còn chế độ mà kiểu như sáng tạo, sao săn dương lại sao săn lá cây là không có được nha. Nên là anh em hết sức lưu ý. Và một trong những điểm nhấn trong cái phần quà quan trọng của cái sự kiện Trung Thu lần này, đó chính là hai bộ trang phục các bạn ạ. Bộ bé gấu và bộ khủng long. Bộ bé khủng long đây là cái bộ mà mình cực kỳ thích luôn. Bộ bé khủng long này rất là dễ thương. Ngoài ra các bạn còn nhận được cả cái báu bánh trăng nữa, là cái khung đại diện ấy. Cái khung này thì nó khá là hiếm. Thực sự thì mình đánh giá là hiếm, tại vì nó là những cái khung sự kiện. Mà sự kiện này các bạn biết đấy, Trung Thu chỉ có một năm một lần thôi. Mình chẳng biết là cái khung này là nó có lại hay không. Nhưng mà anh em cố gắng kiếm rồi. Đấy, cái bộ bé khủng long này nó rất là dễ thôi. Tại vì là những cái nhiệm vụ này nó rất là đơn giản, nó không có tốn nhiều thời gian. Chủ yếu là các bạn có để ý rằng là tích lũy đăng nhập không, nên là rất là dễ, nó chẳng cần phải làm gì nhiều cả. Anh em có thể không làm được những cái sự kiện sinh tồn ở trên để nhận những cái phần quà khác. Nhưng mà về cái phần mà đăng nhập này thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng kiếm cho mình một cái máy tính để có thể đăng nhập vào ha. Chỉ mất mình nghĩ chắc là khoảng 5 giây là cùng 10 giây gì đấy là xong. Nên là cố gắng kiếm cho mình cái sự kiện này, rất là ngon luôn. Đấy, bạn nào mà chỉ chơi điện thoại thì phải cố gắng mà kiếm cái máy tính mà vào mà đăng nhập để nhận cái phần quà này. Bộ khủng long này là cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Đấy, mình ưng nhất là cái sự kiện lần này là có bộ khủng long này, rất là tuyệt vời luôn. Ok, đây là sự kiện Trung Thu năm nay. Trước đó thì có một cái sự kiện ngày lễ Quốc Khánh rồi, nhưng mà chắc là các bạn cũng biết hết rồi nên là mình chẳng nói làm gì. Và các bạn lưu ý, đây chỉ là sự kiện dành cho máy tính thôi nhá. Anh em nào mà dùng điện thoại thì cố gắng đi kiếm máy tính để tham gia sự kiện này. Chứ còn các bạn sử dụng điện thoại các bạn sẽ không thể thấy được cái sự kiện này đâu. Và chắc là có lẽ mình sẽ xin dừng cái thông báo về sự kiện Trung Thu lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bỏ ra một like cũng như đăng ký kênh để có thể biết được những thông tin mới nhất từ Mini World nhé. Bye bye.